Ok, mình đang trên đường về ha, chạy khoảng chừng 90 mile rồi. Tới đây chỗ restaurant, chỗ tạm nghỉ đó. Đi restroom này kia. Thấy cây đẹp nè. Xung quanh đây nó nhìn về ha. Họ nói giống như dùng ánh nắng mặt trời này kia đó sẽ tiết kiệm được điện rồi này. Và họ dùng những cái thác lớn ở bên đây để mà họ biến thành có điện này kia, rồi solar panel này nữa. Ok, hôm nay mình ăn tối ở nhà hàng Thanh Mỹ nha. Đây là ở bên Arkansas. Hiện tại mình đang ở Arkansas. Đây là cái chỗ dòng sông mình mướn hotel bên kia đó. Trên đường đi về đó thì mình mướn hotel chỗ này ngủ đêm đêm. Sáng mai mình mới chạy về tới Dallas. Từ đây cách Dallas khoảng có chừng 6 tiếng hay 5 tiếng gì đó, 5-6 tiếng gì cả đó. Thì đây là ở Arkansas nha. Dòng sông này rất là nổi tiếng ở ngay downtown nè, trung tâm thành phố Arkansas. Ấy dòng sông chỗ này người ta đi bộ, người ta ra chỗ này ngắm cảnh đó, rất là nổi tiếng ở chỗ này. Chỗ này khu vực hồi xưa đó, theo lịch sử họ báo cho biết là khu ở này đó là hồi trước là của mỏ da đỏ đó, sau này thì nó thành gì ha, mà trước đây là mỏ da đỏ ở đây hồi xưa đó, rồi cao bồi này nọ đó. Lên lầu 11 rồi, kiếm phòng 07. Phòng 07 chắc qua tay trái này nha. Phòng 07 nha. 11 10. Sao 7 đây ha. 11 11 không phải.
cái phòng mình mướn nha. Vô quay sơ cho anh em xem luôn. Ở đây có cái tủ gì đây? Tủ này là tủ đựng cái bàn ủi, cái đồ ủi này kia. Ở đây tủ đây ha. Ở đây có cái restroom. Nó bật đèn lên cái. Ok, cái này là cái restroom nha. Chỗ này nhìn về nó có ly và đồ đựng nước đá cho mình. Tại ngoài họ có cho nước đá free, miễn phí đó. Mình lấy ly đựng nước đá mình uống này kia. Còn đây là đồ làm cà phê, họ có đồ làm cà phê đầy đủ cho mình. Cái này là máy sấy ha. Okay. Tối quá. Ok, bật đèn. Mới bật đèn rồi đó, sáng rồi. Ok, chỗ này nó về ha, quay sơ cho anh em nhìn nè. Đây có cái giường nha, giường này là giường king size. Bự dần dần, quá trời bự luôn, đứng từ xa cho nhìn thấy nguyên cái giường luôn. Here you go. Giường king size ha. Đây có TV. TV đây. Rồi, ở đây có cái ghế. Máy lạnh ở đó, có cái bàn ngay chỗ này. Đây có cái hình. Rồi giờ nhìn xuống dưới như thế nào nha. Đây là chỗ mình ở đây, từ ở trên nhìn xuống nó vậy. Ok, đứng từ hướng này quay vô trong phòng cho mọi người xem. Đó sao look not bad phải không? Ok, phòng này nó là gì? Còn đây chắc tủ lạnh quá ha. Yes. Ở trong này là nguyên cái tủ ở đây ha. Mà có tủ lạnh. Cái microwave ngay đó để hâm đồ ăn này kia. Nhà hàng đó thì cái tô phở đó size lớn mà nhỏ xíu à, có 5 miếng thịt ha, một miếng gân, that's it, 10 đồng. Ăn dở quá trời, ăn không nổi luôn. Tao lợi McDonald's hầu mua quarter pound ăn gần khách sạn mình kế bên. Đây đồ McDonald's đây. Không phải nói hôm nay là chê cái tiệm phở kia nha. Cái tiệm phở kia thứ nhất là nấu ăn không ngon, thứ nhì là đồ ăn có chút xíu à. Tô phở lớn á, mà có chút xíu là lớn rồi. Rồi có 5 miếng thịt thôi, 5 miếng thịt only. Ở Mỹ mà bán tô phở 5 miếng thịt only. Có một miếng gân, đã xin 10 đồng. Ăn dở dã man luôn. Ok, thôi mình ăn em burger đây. Ăn xong về ngủ, rồi xong sáng mai rồi đi tiếp. Sáng miễn phí ở khách sạn. Trứng sausage, có bánh mì toast. Cái này là apple juice, yogurt, muffin.